Cô có con ở quê ở đâu? Con Cần Thơ đó. Ủa, Cần Thơ à? Ừ. À, vào đây lâu chưa? Vào mấy xuân Phú Mỹ? Cái chồng này à? Lấy về nhà chồng à? Bên Mỹ Xuân. Dì, con bao tuổi rồi? Dạ, con 45 tuổi rồi. 45? À. Được mấy cháu rồi con? Dạ, ba cháu. Ba cháu ạ? À? Dạ. À, ba cháu. Ừ. Cháu lớn? Dạ, lớn năm nay, nhỏ gái còn học đại học năm đầu. À. Còn đứa thì lớp 10, còn thằng thì mới có 3 tuổi rồi thầy ạ. Con bán bún đồ chay cho ăn sáng tốt đấy, nhưng mà đừng bán thịt con nha. Ừ. Thịt khổ đấy, bán nó là thuộc 6 cái nghề không nên làm. 6 cái nghề không nên làm này, xem con gái nhà mình có làm cái cô này. Một là nghề chài lưới, hai là nghề săn bắn, ba là nghề bán thịt sống là thịt lợn này là phải giết. Bốn là cái nghề là bán thịt chín là bán phở đấy. Và năm là nghề bán thuốc độc. Nếu là y sĩ, bác sĩ cũng chết vì thuốc độc, tiêm thuốc độc cho người ta. Thuốc Novocain các loại đấy. Và sáu là không buôn bán người, những người làm nhà nghỉ không tốt đâu. Dạ, đó, đấy, 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 cô biết rồi. Vậy là sáu cái nghề đó là phải tránh. Tránh, con ở đây đấy. Ê, ông chồng cô là ở Quy Nhơn. Con tuổi ngọ ngựa. À. Chồng vợ chồng lớn hơn con tuổi, ông sửa xe ra. Ồ, vậy quý quá rồi gì đó. Con đi bán vòng vòng. Ờ, bán trời đầu. Mơ ước mở quán cơm chay lắm đó thầy ơi, mà làm không nổi tại con cũng khỏe không như. Ôi, làm đi bán vòng vòng là được rồi. Dạ thì con sách bán dạo dạo thì sáng kiếm mấy đồng. Rồi. Phụ lo cho con cái thôi chứ giờ thấy kinh tế khó khăn không làm không được thầy ơi. Đúng rồi, bây giờ là nó Covid thì các doanh nghiệp nó bỏ hết rồi. Vậy đi thầy đi chỉ đâu có bao giờ dám nhận đâu, chỉ nhận một bữa ăn thôi. Cô vừa đâu bắn mấy quả này thì mà không dám nhận, chỉ nhận một quả nhỏ thôi. Còn đi người khác mà này mà có duyên con đến cúng tiền, thầy không dám nhận. Mà vì luật Phật là không được nhận đâu. Con mà đi mà cúng dường cho sư ấy, các sư mà bằng tiền nhá, đưa ông cầm này, ông không phải để tu được. Vì 10 giới đầu mà không giữ thì tu làm sao? Ông Phật cũng dạy này, giới là 5 giới bằng các con. Là không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và không uống rượu, cà phê. Còn giới thứ sáu là không trang điểm làm đẹp. Cô nãy hỏi xin cái vòng đeo tay chẳng hạt ấy là trang điểm làm đẹp đấy. Bác sư là chết đấy. Con ý con xin là tối mình sáng đi ra bán thằng này con làm ơn là Phật á. Thầy biết không? Không được đâu. Đấy là Trung Quốc. Nó bày ra để nó bán. Thầy biết không? Ăn, cái mặt rồi. Và cái nhan sắc là mình để tự nhiên thôi. Đúng rồi. Giống như mình tiết kiệm được gì nên tiết kiệm. Đúng rồi. À, cũng như nhiều khi con mặt nó lam lũ với người ta cười con nó thôi kệ ai kệ họ, cười. Kệ họ đi. Nhưng mà kiểu mình không có phí phạm là được. Này, con xin lỗi cô nhé. Những người đấy nãy nói chuyện với cô rồi. Chỉ có những người đi buôn bán lặt vặt, những người ta tìm ra rất khó đồng tiền người ta cúng dường thôi. Con đi bao lâu rồi? Con ngày ăn một bữa 10 năm nay rồi. Mỗi ngày ăn một bữa thì con biểu rồi. Còn những cái dạng ô tô kia nó ngồi cà phê, thuốc lá rồi ăn phở, ăn phiếc cái này. Chân tay toàn đánh son, đánh phấn thôi. Người eo hẻ đẹp mặc khoe ra đủ thứ. Không bao giờ thấy có người mang tiền đến cho cái người đi xin ăn, đi hành khất. Nhất là ông thầy. Nó còn nhao quáng ấy. Mà mình kệ họ thôi, đi để cái tâm nó thôi mình yên thôi. À, chứ nó không bao giờ đi vào chùa nó để cầu thôi, chứ không bao giờ nó có đâu. Nó thật với cô vậy, các cô đây, hai cô đây thì có phước lớn lắm, nhìn qua là biết thôi. Đấy, vậy nên là nói thật nói, không mấy khi có người được gặp những người vị tu hành không cập tiền đâu. Dạ đúng, thầy đúng, không? Dạ, ai nào rất hiếm. Đấy, có nhưng mà rất hiếm. Mà này càng ăn ngày một bữa càng không có luôn, ít luôn, ít lắm. Dạ đúng. Chúng rồi. Con ở trên núi cao kìa. Thì hàng ngày xuống đi xin ăn này, xa từ đây lên đấy là 7 cây số đấy. Dạ, mà chúng con vẫn phải đi để xin ăn. Dạ, đấy, vậy là thôi thì nay cũng là có cái duyên. Dạ. Đấy thì là được như vậy thì là cô bán hàng cái đồ này là rất tốt rồi. Dạ. Hoa củ quả này mấy chục năm này rồi. Ba mấy năm đấy. Còn cô này bán cái đồ chay đồ chiếc vậy thì bún ấy chớ động một tí nào về vấn đề thịt chúng sinh, dù là mỡ nhé con nhé. Ừ. Làm sạch cho người là của để dành. Ừ. Còn người ta ăn vào không khái là mình phải chịu tội đấy. Ừ. Đấy nhớ vậy. Đây là chữa xe máy, còn ông chồng nên làm là chồng của cô đây, lại làm thợ mộc người Quy Nhơn, còn cô là Cần Thơ. Chăm con người chung thầy dạ. Ở đâu con? Quê chỉ chính ở Nam Định nhưng mà công tác Hà Nội. Còn nói thật với cô này, đây cô này, con nhiều tiền lắm. Dạ mua. Con có tàu thủy. Dạ, hàng nghìn tấn với gia đình ấy. Trên đường rồi con làm quân ở bên quân đội bán khoáng sản. Con cũng không có tham. Tuyển lính làm lính mình không nhận tiền của nó. Chứ còn bây giờ mà người cán bộ mà lại đi nhận tiền nó thì nó làm nó đống chống đối đúng không? Đấy, mà con lương hưu quân đội cho nghỉ.
con cho hết đi để con đi xin ăn đấy. Với xe ô tô đẹp hơn xe kia kìa, đẹp lắm, gần tỷ bạc, 800-900 triệu con cũng cho đi. Tàu thủy cho, nhà biệt thự ở quê cũng cho, nhà 6 tầng ở Hồ Tây cũng cho hết đi rồi đi xin ăn để sướng hơn. Không, nói tiếng cái xin không phải là xấu, nhưng mà ý con là cái này là giống như là không phải cái tâm cái hạnh của thầy, chứ không phải là còn cái người mà cái nghiệp đi xin là khác. Nhưng mà không chào cô. Rồi tất cả những ai mà làm ăn cô bán hàng ấy, cô xin chào cô. Những người sư còn cầm tiền nhé, người sư còn cầm tiền còn ăn 2-3 bữa mạng đời không tu được. Ông Phật cũng dạy 6 giới thứ 6 là thứ 7 giới thứ 7 là không ca hát mà nghe ca hát. Suốt ngày tụng kinh giáo mõ là hát EA là nhạc rồi. Có mõ nào nhạc mà hát là tụng kinh EA rồi. Giới thứ 8 là không nằm giường cao rộng lớn. Tôi nằm giường tre, bây giờ không thấy ai nằm giường tre. Giường tre mấy chục năm xin kìa. Cái võng biết không dám nằm, là võng đu đưa. Ông Phật cũng cấm hết mà. Về thứ 9 là không ăn uống phi thời, chỉ ăn ngày một bữa. Giới thứ 10 là cô biết không, không cất giữ tiền bạc. Họ cho tiền mình là họ mang đến chùa mình họ cúng dường thì có cái Phật tử nó giữ. Còn đi trên đường này mà hoặc là họ mang đến mà mình cầm cái tiền đó thì thôi rồi, không tu được. Tiền nó là rắn độc. Vậy nãy cô cầm tiền cô đưa cho tôi là tôi rất băn khoăn mà phải giải thích, có cái thời gian để thích cho cô hiểu. Không, đúng. Nhá, hiểu. Cô vậy là rất hiểu. Cô có duyên với Phật lâu chưa? Nói chung duyên rồi đó, có biết bao nhiêu, nhưng mà cũng như làm cũng không có dám làm việc khác thầy ơi. Tại vì lúc nào cũng nghĩ việc thiện hết trơn, tại vì thấy là nhiều khi mình làm ác là con cái mình sau này hưởng, rồi mình đúng rồi, hưởng đúng rồi, mình hưởng hết mà. Thầy con thấy gieo cây gì thì ăn quả nấy chứ không có xa lệ đúng rồi, đúng rồi. Và thành ra con nói thôi kệ, thà mình khổ nghèo mà cái khổ nghèo của mình nó vui, nó không có bị ảnh hưởng người khác. Thầy như đi buôn bán trời gì đó thầy biết sao. Thầy nói là không nhận tiền là đúng, con nói đúng thật sự với thâm tâm con, theo cái biết của con á, là đúng một bậc chân tu là không sang, không sang với không nhận tiền, đúng rồi đó, là không nhận tiền đó. Tại vì giống như là người ta tu cho bản thân với tu cho đại chúng mà ăn đơn giản gọn thôi chứ. Người tu ấy là phải khác người đời, đấy, các thứ thích phải khác người đời. Lấy chút khổ vậy ông Phật nói, tiền bạc, danh vọng, sắc dục. Anh thầy thấy được có phước không thầy? Nhìn qua là phước rồi, cô cứ suốt ngày cũng cho những cái bậc thầy này là chết đây này. Mà không phải xem nhé, không phải ai cũng phải. Em ơi em. Cũng phải xem đấy, không phải ai bố thí đâu, ai tu đâu. Thầy bảo là mấy sư cô gần chùa đây, mấy thầy truyền chùa đây cứ hàng tháng ra đây mua đồ để cúng dường ấy. À để cái lễ Phật đấy. Ông Phật ông có mượn cúng đâu. Dạ đúng. Đúng không cô? Ông Phật cúng, đấy là cái bài của thằng Trung Quốc ra từ bao nhiêu đời rồi. Mà hỏi xem sư chỉ cần hỏi này, sư ơi, sư lâu nay ăn uống thế nào, khỏe không, mà trông người thấy ông ốm vậy. Nếu ông béo thì bảo là thầy mập mập hết, thầy ăn uống thế nào, ngày ăn sáng ăn gì, trưa ăn gì, cứ rò re đó hỏi. Ông bảo là sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, chiều tối là bảo thầy có uống cà phê không thầy. Thôi chết rồi, đừng có cúng cho họ, chết luôn đấy. Thầy con hỏi, con xin thưa thầy nhận xét có đúng như thầy? Dạ tại vì vậy là con thấy á, chẳng hạn như á, tu mà đúng là mình sẽ đổi sắc tướng thôi. Còn đúng gì nữa, đổi sắc tướng chứ. Tại vì con nói cái chậm vừa rồi con dữ lắm. Rồi tại vì là cũng như mình cái duyên cái nghiệp đó thầy. Rồi mình gán vượt qua. Chứ không phải mình ăn chay hay là mình nghèo khổ rồi mình muốn làm cho có tiền nhiều. Hay là mình thấy ăn chay người ta nói ăn chay bệnh không có sức này kia, thôi ăn mặn này kia đi. Là mình không thể nào buông được, mình phải chống chọi cái thân mình vượt qua. Cô ơi, ăn chay là ăn không ăn chay là chết đấy. Ăn thì chúng sinh đàn nợ đấy. Bây giờ người đau khổ với cho vào mồm mình mỡ mồm ra, ai sẽ thích ăn. Nhưng mà này người ta khổ và trong miệng mình phải chết thôi. Không thầy ơi, cái con vượt qua thầy ơi. Con vượt qua gì mà con nói thà là chết chứ con không có đi xuống, con phải đi lên. Đúng rồi. Con nói thì ăn mặn cũng chết, ăn chay cũng chết chứ đâu phải ăn mặn mà cũng sống. Chết không, nhưng mà nói cái bệnh tật nó không có. Và ăn chay thôi. Tôi nói cô này, thịt chúng sinh là cái độ pH của nó có 4.7 thôi. Nhưng máu của mình là 7.4. Ngành khoa học tôi nằm y mà. Ngành khoa học nào cũng nói vậy, nhưng mà người đời ngành y nó không nói thật ra. Thịt chúng sinh không phải là thức ăn của con người. Bây giờ khoa học nó nói rõ ràng rồi. Nếu cô mà có Zalo lúc nào tôi sẽ gửi cho cô cái con, này. Con không có, thầy con ít học lắm con, nhưng mà
làm như con cũng có cái duyên đó, rồi mình suy nghĩ được. Mình sợ. Mình sợ. Mình phải thương nó chứ, con gà nó khỏe vậy, nó đang chơi tích với mình giết cho nó ăn ra, mình có thương nó không? Không, mà bữa nay con thấy đỡ rồi thầy ạ. Giống như là giống như mình vượt qua được á, cái sức khỏe đỡ và cái sắc mặt con nó đỡ hơn. Đỡ hơn nhiều. Chứ bữa hổm trời ơi con nó ai cũng vỡ quá trời luôn. Nó trời mày làm gì tao thấy mày thấy ghê, nhưng mà giống như bệnh ung thư thời kỳ cuối vậy. Cái con nói thôi kệ gì chứ không sao đâu, vài bữa hết thôi. Mà thiệt bữa nay con thấy con hồi phục lại thầy. Người phụ nữ ấy, cô là 60 năm tuổi rồi này. Và cô năm nay bao nhiêu nhỉ? Ba. Dạ con mới 45 thôi. 45 nhá. Nhưng mà các cô là người có tâm Phật. Yeah. Là người biết đạo đức làm người. Ông Phật ông chỉ dạy đạo đức làm người chứ không có dạy gì là về vấn đề cô gái. Là một. Thứ hai là cô cứ xem đi. Dù mày có giàu chắc nữa nhá, mày có giàu nhá, mày có lấy thằng lấy cái con công chúa hay lấy con hoa hậu nhá, mày cũng chết. Mà nghiệp càng nhanh đấy, cái nghề ca hát càng nhanh. Mà người con xin lỗi hai cô này, một người cô cũng tương đối là con đúng không? Bốn năm cũng có thể là con của cô ấy rồi. Thế nói với cô biết này, cái chết nhất dại nhất của con người Việt Nam hay người trên thế giới, phụ nữ là ăn mặc cứ khoe ra. Dạ đúng rồi. Đúng không? Khoe ra thằng khác nó nhìn vào nó thích mình đã chết rồi. Thân hành, khẩu hành, ý hành. Vậy mà mấy người cứ bảo với con là, với bà nói với con là kìa bán hàng kìa. Cứ bán, cô ơi mua hàng đi cô ơi. Cứ bán hàng này nè, cứ bảo là làm đẹp cho mình là tôn trọng người khác. Không phải đâu. Không phải đâu cô, phải không? Dạ đúng rồi. Vậy đây là chết nhất, họ không hiểu, không biết. Cái đó làm khổ người khác. Làm khổ người khác. Dạ, làm khổ bằng tâm của họ, họ thích mình mà không đến được là họ về đêm không ngủ được. Con thấy đêm ăn mặc hở hang mà mình đẹp á là mình đem cái nhìn cho người ta là người ta ham muốn á thầy. Người ta ham muốn là rồi mình thấy làm khổ nên mà làm cho người ta thêm cái giọng dâm dục nữa đó. Đúng rồi, đúng rồi, dục vọng. Là làm khổ thêm á. Khổ thêm. Vậy nên là tất cả những người trang điểm làm đẹp đều hỏng hết. Cái thân của mình như nào là do kiếp trước mình không tu. Đúng không? Thì thân này nó không đẹp. Bây giờ mình muốn tu đi thì kiếp sau mình còn làm người được thì là nó lại đẹp lên thôi. Không bao giờ lại tự động là mình lại sinh ra mà mình không có bố thí cúng dường mà là đẹp, không có đâu. Áo quần giày dép các thứ để gì là cái đơn giản. Đây cái bộ quần áo y con mặc 4 năm nay rồi. Còn có việc gì đâu. Mà mỗi năm ở đời ngày xưa nó cứ may 1-2 bộ. Đúng không? Vậy nên chúng con là còn phải đi xin nhặt những cái vải mà các thầy vứt đi để về khâu vá để mặc. Vì mình nợ, bây giờ mình đi xin mình có làm cái gì đâu. Mà mình nợ của người ta. Hiện nay nhận được cô cái thức ăn chay này, cô đem bán. Mà rồi nhận của cô lớn đây, tuổi đây bán hàng đây, cũng một trái là xoài. Là nợ chứ. Nhưng con không tu được kiếp sau con nợ giả cô. Nói thật như vậy, chỉ có người hiểu về nhân quả mới dám nghĩ được như vậy. Ông Phật cũng dạy nó, gieo nhân nào gặp quả đấy. Nhưng mà chúng con tu hành được, con ước nguyện cho cô và cho cô nữa. Thì tự nhiên là cái phước của nó đến, người ta cũng chuyển đổi được tâm người ta. Đấy, chuyển đổi được tâm người ta là ta đỡ khổ. Còn tất cả con nói thật với cô nhá, cô bây giờ phải chuyển đổi ngay cái việc ăn thịt chúng sinh đi, ăn tháng mấy ngày là vẫn chưa được đâu. Hai cái mí mắt của cô con nằm y, nghe cô nó sưng hết đây rồi kìa, gan của cô yếu kìa. Gan cô yếu lắm. Nếu có đấy con sẽ bày cho ấy cách ăn để xả gan đi. Uống nước cần tây ép xả gan. Cô cũng vậy, cô mắt cũng bị thâm đấy. Cô uống nước cần tây đi, mỗi tháng ngày uống một út đi. Sư sẽ đền cho. Nước lá cần tây. Con nằm y mà. Con đâu? Đấy con uống này này. Chợ nó bán đầy ép ra mà uống nhá. Bán hàng đi. Rồi có số rồi về điện thoại nhá. Yeah. Có số rồi. Này, tôi nằm y này. Đây bản thân tôi rất tốt. Nó sẽ bớt đi cái sụp mắt đi, cái mắt của cô là thứ hai vén chay. Nhá. Nhớ chưa? Cô xin lỗi cô này, cô hơn tuổi con một tuổi nhưng mà con nói thẳng với hai cô này nha để rút kinh nghiệm nhá. Cô không nhanh xả nhá. Cô không ngờ là đứa nào nó rủ cô đi xăm cái mắt như vậy. Không, cô đi. Xăm đây đây. Xăm lông mày đây. Hỏng hết rồi. Hỏng hết rồi. Các bà không biết thì chắc là con cái dẫn đi thôi. Con nhìn thấy đời bây giờ thầy biết không? Xăm mắt xăm môi nha. Rồi xăm mình nha thầy ơi, nó chiếm không biết bao nhiêu phần đấy, trăm. Đấy. Kiếp sau làm những cái con cá, con tôm khoang làm sao được làm người nữa.
con nó vậy không hiểu tiếc quá, cái con người không ai gặp được để mà bây nói giờ, bây giờ ta xăm hết trơn rồi thầy, mọi người xăm hết chín người luôn rồi đó, rồi rồi mà không có để ý, không ai nói cho các thầy đến thì cứ cúng dường các thầy thích, các thầy không dám nói thẳng. Còn con nói thật với cô, nói con đi thì con nói thẳng luôn, dạ, con nhìn mặt con nói luôn. Còn họ được thì duyên thì được, mà không kiếp này không được kiếp sau mà họ bảo ôi ông thầy ông nói như vậy mình không đổi ý, mình xăm lên cho mặt khuôn mình đẹp chẳng qua là để câu thằng khác. Thế là giữ gia đình, người ta nói mình đẹp giữ gia đình hạnh phúc này kia nọ đấy, giữ làm sao được mà theo như duyên của nó chứ. Theo như trong thâm tâm con nha, mình sống tốt, sống đàng hoàng, sống chân thật, người chồng mà người ta cái biết gì ngay. Của mình là nó vẫn là của mình. Đúng rồi, rồi. Và còn không phải của mình, dù cho mình cách mấy giờ cũng không phải là của mình. Ừ. Còn giờ con đẹp đi mà con đi quen người khác chồng con khổ, con đó là con cũng làm khổ. Cái người khác ấy, người ta nhìn vào mày giàu hả, mày có ô tô có nhà màu xe hơi hả, đẹp hả, trông qua khuôn mặt của mày nhá, mày biết không mày cũng sẽ chết. Là vì thế này, mày trang điểm làm đẹp, mày xăm môi xăm má, mày xăm mắt như thế này còn lâu với đại thoát. Chính vì vậy nó thật với cô, nói cuộc đời tôi ngày xưa mơ cái đồng hồ mà không có, đi cưới vợ cái năm 82 cũng có vợ con mà đi đôi dép Tiền Phong không dám mua, phải đi đôi dép cao su của quân đội về. Nó thật với cô vậy, quần áo không có may mới, toàn mặc quần áo quân đội thôi. Còn là người ta sắm đủ thứ vì nhà mình nghèo, bố mẹ không có gia đình, không có nhà. Mà thưa thầy ơi, con nghĩ nó cái đó không phải cái xuất phát gì, cái tâm mình suy nghĩ thầy. Đấy là cái phước đấy. Dạ, chứ nhiều khi không phải mấy. Đừng đổi, cái này là độc của cô rồi, cô đổi này là cô mất độc. Thật thà, ai thấy nhà tu hành là cũng vậy nên là vậy. Sư có cái con ít có xài điện thoại lắm thầy ơi, không có xài giá mấy ngày con cũng cầm lên. À.